Từ đầu ta đã nói cái huyết áp là huyết áp là nguyên phát, hoặc gọi là huyết áp vô căn. Vô căn nghĩa là không có nguyên nhân gì cả. Mình nói là mình nghiến ra là khi mình đã thấy là những người nào mà nó liên quan tới cái tim, cái mạch, cái máu thì nó dễ đi đến cái tăng huyết áp. Chứ còn nó đã không có lý do thì làm sao mình nói được, trừ cái huyết áp thứ phát thôi. Một cái bệnh thận, một cái bệnh tim thì là huyết áp nó tăng lên. Khi điều trị hai cái này nó khỏi bệnh thì tự nhiên huyết áp trở lại bình thường. Còn huyết áp vô căn thì mình đâu có biết nguyên nhân đâu, mà thành ra cũng chỉ là thuốc lợi tiểu, thuốc hạ áp, chống sơ mỡ thôi. Cái mình nói rõ là như thế. Nhưng cái yếu tố tinh thần và cái thái độ trong cuộc sống là rất là quan trọng đối với cái huyết áp. Đã bị huyết áp mà cứ hay giận hờn rồi cãi cọ la hét là coi như dễ bị đứt bóng lắm. Vâng. Tăng huyết áp là một bệnh mà phải nói là hiện nay rất nhiều người mắc phải. Trước đây thì người ta thấy với những người mà trên 50 tuổi hoặc là có tuổi thì mới bị tăng huyết áp. Tuy nhiên gần đây người ta thấy với cái người trẻ lại là thí dụ như mới có 40 hoặc là dưới 40 cũng tăng huyết áp và kéo dài suốt mấy chục năm sau. Chưa kể là cái hệ quả của cái tăng huyết áp là làm cho tai biến. Đó là một trong những cái mà người ta rất là ngại. Và người ta thấy rằng trong tổng số 100 người bị tăng huyết áp thì gần như là 30%, tức là khoảng 30 người trong số 100 người đó đi đến cái là tai biến mạch máu não. Giới thiệu ngay với lại tất cả quý vị là cái công ty Nespaco đã có một cái sản phẩm là Afarin. Cái sản phẩm này là cái công dụng chính của nó là ổn định huyết áp. Tôi xin nhắc lại là ổn định huyết áp. Trên cái cơ sở nào? Trên cái cơ sở là hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch. Đó là cái mà đặt ra. Và trong cái đơn của bài này là bài lục bị, tức là thuộc địa Hồi Sơn, Sơn Thù, Đình Bá, Bạch Linh. Đơn bì là cái bài thuốc chuẩn, có nghĩa là bài thuốc nền cho cái Afarin này để điều trị là cái tăng huyết áp và đặc biệt là ổn định huyết áp lâu dài. Tóm lại, Afarin của cái công ty Nespaco, thực ra cái bài thuốc này là đã sử dụng hơn 20 năm và cái hiệu quả của nó là giúp cho huyết áp là ổn định lâu dài, chứ không phải là còn uống thì nó còn, nhưng mà khi ta không uống nữa chỉ trong vòng có một tuần thì nó lại tăng lên, cái điều đó không có đúng.